Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay cùng với giáo hội chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Ngài không có tội tình gì, Ngài là đấng vô cùng quyền năng mà Ngài xếp hàng cùng với những người tội nhân để xin ông Gioan làm phép rửa. Ngài xếp hàng và xuống dòng sông Giô-đan để làm phép rửa, để Ngài trở nên đồng hình đồng dạng với tất cả loài người chúng ta, và để Ngài thông chia và cảm thông với nhân loại tội lỗi của chúng ta. Và Ngài bắt đầu sứ mạng đi loan báo tin mừng theo ý Chúa Cha, để Ngài cảm thông và hiểu được lòng người nhân thế. Và hôm nay khi Chúa Giêsu xuống dòng sông Giô-đan để chịu phép rửa thì tầng trời xé ra. Dân Israel đã mong đợi đứng Mêsia xuống trần gian đem tin mừng ánh sáng cứu độ đến cho họ, thì hôm nay Chúa Giêsu đã đến và tầng trời đã xé ra để đất trời giao hòa. Và niềm vui của tất cả nhân loại chúng ta được Thiên Chúa cứu độ, nên chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho nhân loại món quà tuyệt vời, đó là Chúa Giêsu. Và khi Chúa Giêsu chịu phép rửa có hình bóng Chúa Thánh Thần, chúng ta nhớ lại xưa kia khi Thiên Chúa tạo dựng đất trời thì có thần khí bay là trên mặt nước. Hôm nay Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thánh Thần ngự xuống như là một sự sáng tạo mới để làm cho nhân loại này được sống mới, được thần khí mới, và nhân loại này được đổi mới. Ánh sáng đã chan hòa mặt đất, ánh sáng đã chan hòa chiếu tỏa muôn dân, để tất cả nhân loại không còn sống trong lầm lũi, không còn sống trong bóng tối tội lỗi nữa, mà nhân loại được cứu độ. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, nhất là chúng ta yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn vì Ngài đã đến đem ơn cứu độ cho chúng ta. Và cũng khi Chúa Giêsu xuống dòng sông Giô-đan thì có tiếng Chúa Cha phán: "Đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời Người." Đây là con ta yêu dấu. Khi nói về Chúa Giêsu, chúng ta cũng nhớ về phép rửa mà chúng ta đã lãnh nhận. Khi chúng ta lãnh nhận phép rửa thì chính Thiên Chúa đã nói với tất cả chúng ta: "Đây là con ta yêu dấu." Chúa nói với từng người chúng ta là người con yêu dấu, và Ngài nói chúng ta hãy vâng nghe lời Người. Chúng ta hãy vâng nghe lời của Chúa Giêsu. Chúng ta lắng nghe lời Chúa trong các hành động, trong các cử chỉ Chúa Giêsu đã làm khi Ngài đi rao giảng tin mừng để chúng ta bắt chước Người. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa thì chúng ta hãy sống đúng với mình là người con của Thiên Chúa. Và cách cụ thể nhất, chúng ta nên làm những chuyện gì trong thời đại ngày hôm nay thì chúng ta rất là vui, vì trong thông điệp tất cả anh em hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 10 mới đây, Đức Thánh Cha đã ra thông điệp tất cả là anh em, mà Ngài gọi là một thông điệp xã hội. Ngài mời gọi mọi thành phần của dân của Ngài, mời gọi tất cả chúng ta
hãy xây dựng một thế giới tươi đẹp, công bình và hòa bình hơn. Chúng ta hãy thực hành lời mời gọi của Đức Thánh Cha, đó là xây dựng một thế giới tươi đẹp, công bình và hòa bình hơn. Cùng Chúa xây dựng một thế giới tốt đẹp. Chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta cộng tác với Chúa để xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn, công bình hơn và hòa bình hơn. Cùng nhau nói không với chiến tranh và vấn nạn toàn cầu hóa của sự thờ ơ. Chúng ta hãy biết quan tâm đến nhau, quan tâm đến vấn đề của xã hội, vấn đề xảy ra trên đất nước chúng ta, trên thế giới chúng ta. Đặc biệt, thông điệp này ra đời trong bối cảnh của đại dịch COVID-19, nên Đức Thánh Cha muốn chúng ta, giáo hội của chúng ta, hãy giúp đỡ nhau bằng cách chúng ta sống liên đới với nhau, vì tất cả chúng ta là anh chị em của nhau. Chúng ta hãy sống liên đới bằng nhiều cách thức, bằng sự quan tâm, chia sẻ, và chúng ta hãy có những hành động cụ thể như là giúp đỡ những người nghèo khó, và chúng ta có ánh mắt cảm thông với tất cả những người cần đến chúng ta. Và Ngài nói tiếp, chúng ta giúp nhau để tránh tình trạng bị sa thải. Ngày nay chúng ta thấy vì nền kinh tế, vì đại dịch nên rất là nhiều người bị thất nghiệp. Nên nếu chúng ta là người chủ, chúng ta có công ăn việc làm, chúng ta hãy tạo điều kiện cho những người làm với chúng ta có công ăn việc làm chứ không bị sa thải. Nhất là chúng ta tránh thái độ dửng dưng với công ích, vì thế giới này Thiên Chúa tạo dựng cho tất cả chúng ta được cùng quyền sử dụng. Nên chúng ta hãy quan tâm từ việc nhỏ đến việc lớn, chúng ta để ý quan tâm đến những việc chúng ta cần làm. Tôi nhớ mãi câu chuyện của cha bề trên Trịnh Ngọc Hiên. Ở đây, hồi tôi vào dự tu, Ngài hay kể câu chuyện, đó là có một hòn đá ở giữa đường, nhưng mà rất là nhiều người đi qua, chỉ có một người khi nhìn thấy hòn đá là bê ra chỗ khác để cho người đi sau không vấp ngã, còn hoàn toàn là đi qua không quan tâm. Nên chúng ta tránh thái độ dửng dưng với công ích. Chúng ta cần sống tình huynh đệ với nhau để tránh tình trạng xây tường ngăn cách gây ra sự lo âu và cô lập. Chúng ta không sống dửng dưng, hay là ta sống ngăn cách, chỉ sống với bản thân mình, chúng ta cô lập mình hay cô lập người khác để mọi người sống trong lo sợ và hoang mang, nhất là cảm thấy mình bị cô lập. Trong đại dịch này, chúng ta có cảm nghiệm về sự cô lập. Khi chúng ta bị cô lập, chúng ta thấy tủi thân và lo âu lắm. Nên chúng ta hãy sống liên đới với anh chị em của mình, không để mình bị cô lập và người khác bị cô lập. Ngoài ra, ngày nay còn chứng kiến sự đi xuống của đạo đức. Chúng ta hãy dạy con cái của mình sống đạo đức thánh thiện. Muốn dạy con cái của mình thì chính chúng ta hãy là người sống đạo đức và thánh thiện. Mà một phần nào đó là lỗi của truyền thông. Nhất là chúng ta thấy truyền thông, chúng ta phải truyền thông sự thật, chúng ta không nói phồng lên. Truyền thông vô cùng quan trọng, vì rất là nhiều người hàng ngày
đã vào trong trang mạng để truy cập, nhất là giới trẻ ai cũng dùng, nên chúng ta quan tâm đến truyền thông, nhất là phải tôn trọng những người khác cũng như khiêm tốn, và chúng ta nhớ đó là không sống ảo. Chúng ta lên mạng để rồi chúng ta sống ảo, như Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng ta. Và Ngài điểm nữa, Ngài muốn nhấn mạnh trong thông điệp này, đó là Ngài đưa ra một gương sáng, đó là gương của người Samari nhân hậu. Đây cũng là chủ đề thứ hai, một người lạ trên đường. Trong đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng trong một xã hội băng hoại đang quay lưng lại với khổ đau và hoàn toàn mù tịt với việc chăm lo cho người đau yếu và dễ bị tổn thương, chúng ta nhớ dụ ngôn người Samari. Bao nhiêu người đi qua không muốn giúp, phải không? Nhưng mà có một người quay lại giúp. Chúng ta hãy sống, đó là hãy quan tâm đến những người bị bỏ rơi, quan tâm đến những người yếu đau, bệnh tật, và nhất là những người dễ bị tổn thương. Chúng ta dùng lời nói, hành động hay cử chỉ để xoa dịu nỗi đau của họ, chứ chúng ta không làm họ đã tổn thương mà còn tổn thương hơn. Đó là một số điểm tôi muốn chia sẻ để chúng ta suy nghĩ về ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa, để chúng ta sống xứng đáng là con cái của Chúa. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa Giêsu đã xuống dòng sông Giô-đan để trở nên người khiêm nhu, để đồng hình, đồng dạng, để cảm thông với nỗi khổ đau của chúng ta. Chúng ta hãy sống những lời Đức Thánh Cha khuyên nhủ, để chúng ta sống xứng đáng là người con yêu dấu, như Thiên Chúa nói với Chúa Giêsu cũng như nói với chúng ta: đây là tất cả những người con yêu dấu của ta, ta hài lòng về tất cả chúng ta, tất cả anh chị em. Amen.